Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn máy rửa bát Junger Leopard DWG100. Sản phẩm có thiết kế chuẩn Đức, được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Em này có dung tích lên đến 12 tới 13 bộ đồ ăn châu Âu, tương đương từ 3 đến 4 bữa ăn Việt. Màu sắc sang trọng, thời thượng cùng với thiết kế tinh tế tối giản mang đến sự lịch lãm đẳng cấp cho mọi không gian. Vì vậy mà chúng ta có thể đặt máy ở nhiều vị trí khác nhau. Máy rửa bát Junger Leopard DWG100 có hệ thống khung vỏ bằng thép cao cấp, sơn phủ đặc biệt chống ăn mòn và oxy hóa theo tiêu chuẩn châu Âu. Vì vậy mà có thể cách điện, an toàn khi sử dụng, chống được oxy hóa trong môi trường nhiều hơi nước và chống xước. Cánh cửa khoang máy được làm bằng inox 304 chống rỉ, không ăn mòn, không bị tác động bởi nhiệt độ cao và chất tẩy rửa. Và như mọi người thấy thì bên trong của máy rửa bát Junger Leopard DWG100 tổng cộng có 3 giá đỡ tiện lợi, bao gồm 2 giá đỡ chính và 1 giá để đũa, thìa, những đồ sắc nhọn. Cả 3 giá này thì đều có thể cơ động và tháo rời để chúng ta có thể dễ dàng bỏ xoong nồi bát đĩa vào khay. Còn đây là hệ thống tay phun rửa toàn diện với 2 tay phun 360 độ có lực phun rất mạnh, giúp làm sạch các vết bẩn, mảng bám trên bát đĩa. Hệ thống tay phun được thiết kế đặc biệt tối ưu hóa lượng nước lưu thông, vì vậy mà nước sẽ đến được mọi góc của khoang rửa. Tiếp theo là khay đựng muối, ngăn chứa nước rửa bát và bộ lọc kháng khuẩn. Thức ăn thừa hoặc là đồ ăn còn bám trên bát đĩa sẽ được đẩy xuống đây. Sau mỗi lần sử dụng thì mọi người nên vệ sinh bộ lọc để máy luôn sạch sẽ và tránh để lại mùi hôi, vi khuẩn tích tụ. Đối với dòng máy rửa chén bát Junger Leopard còn có thêm mã Junger Leopard DWG100, thiết kế tối giản, màu trắng bạc vô cùng sang trọng. Về cách sử dụng của máy rửa chén bát Junger Leopard DWG100 và Junger Leopard DWG103 hoàn toàn giống nhau. Trước khi sử dụng máy, các bạn nên đổ muối chuyên dụng dành cho máy rửa bát vào ngăn chứa của máy. Tiếp đến là cho bột hoặc là viên rửa chén chuyên dụng vào ngăn chứa trên cánh cửa của máy. Lưu ý cần lựa chọn chất tẩy rửa chất lượng, chính hãng để đảm bảo hiệu quả làm sạch cũng như là an tâm cho sức khỏe của cả gia đình. Nếu mà mọi người muốn chén đĩa được sạch, bóng và tránh hiện tượng hấp hơi nước thì nhớ cho thêm dầu bóng vào đây nhé. Tiếp theo là xếp bát đĩa vào giá. Mình sẽ để xoong nồi xuống ngăn dưới cho rộng rãi. Trong các giá thì đều có những thanh gấp như thế này, mọi người có thể gập nó xuống để dựng những nồi to. Ngăn trên là bát đĩa, cốc chén. Mọi người nên xếp nghiêng để nước có thể dễ dàng đánh bay các vết bẩn và hạn chế nước tích tụ, nhưng cũng không nên để chồng lẫn lên nhau nhé. Giá nhỏ thì mình để đũa, thìa và dao. Khi xếp đồ thì mọi người lưu ý xếp làm sao để không chạm vào tay phun nha. Phía trước của máy được thiết kế bảng điều khiển điện tử. Màn hình LED hiển thị thông tin về chương trình rửa, các chức năng chuyên sâu, các thông báo trong quá trình sử dụng máy một cách rõ ràng. Thông tin và thời gian còn lại của chương trình đang chạy, cảnh báo chỉ số muối, chất trợ rửa, áp suất nước đầu vào và các cảnh báo khi có sự cố xảy ra. Để vận hành máy, chúng ta chỉ cần nhấn vào nút nguồn, hệ thống màn hình sẽ sáng lên. Nhấn P để chọn 8 chương trình rửa như rửa chuyên sâu, chương trình này thường áp dụng cho các đồ dùng bị vết bẩn bám chắc và cứng đầu như là nồi, chảo. Người dùng có thể kết hợp chức năng sấy Junger Super Dry Tech. Rửa khử khuẩn Junger UV Virus Killer. Ở chương trình này sẽ rửa khử khuẩn bằng nước nóng ở nhiệt độ cao 75 độ C cùng công nghệ khử khuẩn tiệt trùng bằng tia UV Virus Killer kết hợp cùng với công nghệ khử mùi bằng gió tươi đối lưu Fresh Air, ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn, nấm mốc và ngăn ngừa mùi hôi bám lên bát đĩa. Với chương trình này, người dùng có thể kết hợp với chức năng sấy Junger Super Dry Tech. Và tia UV diệt khuẩn được sử dụng là tia UVC. Đây là loại tia UV có khả năng diệt khuẩn lên đến 98,6%, một tính năng tuyệt vời mà không phải loại máy rửa bát nào cũng có. Tiếp theo là rửa tiết kiệm, thích hợp để rửa bát đĩa, xoong nồi bị bẩn nhẹ. Chương trình rửa này sẽ giúp bạn tiết kiệm nước hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi lựa chọn chế độ này, người dùng sẽ không thể kết hợp với chức năng sấy Junger Super Dry Tech. Rửa đồ thủy tinh. Đây là chương trình phù hợp với đồ sành, sứ, thủy tinh, bát đĩa nhiễm bẩn nhẹ, đồ dùng ăn uống hàng ngày, các vết bẩn nhẹ như là đồ uống lạnh, xúc xích, salad, sữa, cà phê hay là bánh. Có thể kết hợp chức năng sấy Junger Super Dry Tech. Rửa nhanh là chương trình rửa các vật dụng ít bẩn như là cốc, ly thủy tinh. Có thể kết hợp chức năng sấy chuyên sâu Junger Super Dry Tech. Trong trường hợp gia đình bạn ít xoong nồi bát đĩa mà muốn rửa sau hoặc là dồn hai lần lại một thì có thể chọn chương trình rửa tráng để tráng qua bát đĩa và chương trình này sẽ không thể kết hợp với chức năng sấy Junger Super Dry Tech. Junger Super AI Cleaning.
máy sẽ rửa trắng lần đầu. Khi lựa chọn chế độ này, công nghệ Jungle Super AI Cleaning cũng sẽ được kích hoạt, giúp phân tích độ bẩn của nước, tự động phát hiện độ bẩn của vật dụng rồi tự điều chỉnh thời gian và lượng nước rửa phù hợp. Cuối cùng là chương trình tự làm sạch máy. Lưu ý là chương trình này bạn không được cho bát đĩa vào nha. Nếu các bạn muốn hẹn giờ rửa, có thể chọn biểu tượng đồng hồ để tăng, giảm thời gian, tối đa lên đến 24 giờ đó nha. Còn đây là công nghệ khử mùi bằng gió tươi đối lưu kèm sấy nóng Fresh Air sau khi rửa. Hơi ẩm sẽ được rút ra ngoài, khí tươi và gió nóng sẽ được cung cấp ngược lại vào trong máy, giúp ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi nước lên bát đĩa, ngăn ngừa mùi hôi. Kết hợp với công nghệ khử khuẩn tiệt trùng bằng tia UV Virus Killer của Jungle, bát đĩa sẽ được khô và sạch hơn. Khi muốn sử dụng tính năng sấy khô chuyên sâu Jungle Super Dry Tech, các bạn nhớ giữ đồng thời nút khí tươi, Fresh Air và nút chương trình trong vòng 3 giây. Với công nghệ Jungle Super Dry Tech, sấy nóng bằng thanh gia nhiệt kết hợp lượng nhiệt tồn dư của nước nóng sinh ra trong quá trình rửa. Hệ thống quạt gió đối lưu sẽ hỗ trợ làm khô chuyên sâu cho toàn bộ xoong nồi, bát đĩa, giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả với công nghệ tái tạo năng lượng. Bát đĩa, xoong nồi lúc này sẽ nhanh khô hơn gấp 2 lần. Chu kỳ này cũng sẽ được diễn ra vào cuối chu trình rửa. Và đặc biệt là máy còn trang bị thêm cả khóa trẻ em. Chỉ cần nhấn giữ đồng thời nút Fresh Air và nút hẹn giờ trong 3 giây để kích hoạt. Khi đã bị khóa thì toàn bộ các phím chức năng trên bảng sẽ không điều khiển được nha mọi người ơi. Và để mở khóa các bạn cũng thao tác hoàn toàn tương tự. Và cuối cùng chúng ta chỉ cần ấn nút bắt đầu. Như vậy là đã xong. Nếu trong quá trình rửa mà bạn muốn cho thêm đồ thì có thể ấn nút tạm dừng, sau đó thì cho thêm đồ và ấn tiếp tục là được. Với công suất chỉ khoảng 700W cho một chương trình rửa tiêu chuẩn và lượng nước tiêu thụ chỉ mất khoảng 10 lít sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với rửa bát bằng tay đó ạ. Và sau mỗi chu trình tráng rửa, nước cũ sẽ được xả ra ngoài, nước mới được cấp lại và làm nóng, sau đó được sử dụng tuần hoàn trong máy, tiếp tục xả rửa cho những chu trình rửa tiếp theo. Ngoài ra, với cảm biến lượng nước trong máy sẽ giúp xác định được lượng nước tối thiểu cần thiết để đảm bảo rửa sạch xoong nồi bát đĩa trong một chu trình. Do đó sẽ tối ưu được lượng nước và điện năng hơn rất nhiều. Một sản phẩm kết hợp đầy đủ giữa thẩm mỹ, công nghệ và trải nghiệm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu làm sạch chén bát một cách hoàn hảo cho mọi gia đình. Với các công nghệ tân tiến nhất hiện nay, khử mùi bằng gió tươi đối lưu Fresh Air và sấy khô chuyên sâu Jungle Super Dry Tech cùng 8 chương trình rửa mặc định và 3 chức năng chuyên sâu chắc chắn sẽ khiến bát đĩa nhà bạn luôn sạch sẽ, khô ráo, hoàn hảo, tránh tình trạng nước đọng lại trên chén bát như nhiều dòng thông thường hiện nay, duy nhất tại Jungle. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không dinh ngay một máy rửa bát siêu phẩm của nhà Jungle. Jungle German Spirit.